Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả quý anh chị đang xem kênh Thanh Huyền Vlog. Kính thưa quý vị, tối ngày hôm nay thì có một cái thông tin khá là đặc biệt liên quan đến câu chuyện của Vũ Linh về cái việc mà rời khỏi ban giám khảo chương trình Chuông Vàng Vọng Cổ. Chúng ta thấy rằng ngày hôm trước đó, về phía gọi là đài truyền hình HTV cũng đã lên tiếng về cái sự việc này, thông cáo báo chí rõ tất cả những cái nội dung, thông báo rằng đã làm việc với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và cái việc rút khỏi ban giám khảo trong chương trình cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ. Thì tối ngày hôm nay mình thấy rằng một số các hội nhóm đó, FC33 Vũ Linh, FC Vũ Linh, nói chung là những cái fan cứng của hai vợ chồng anh hai, họ đang tấn công chương trình đài truyền hình HTV một cách vô cùng dữ dội. Điều đặc biệt thì trong những cái nội dung mà họ tấn công đài truyền hình HTV đó, thì có một số những nội dung về cái câu chuyện mà cho rằng đó đài truyền hình đó đã đưa thông tin lọt ra bên ngoài để các YouTuber lên để mà chế nhạo Vũ Linh cũng như là Hoa hậu Phương Lê trong cái câu chuyện mà anh này rút khỏi cái chương trình truyền hình đó. Thưa quý vị, thì trước tiên thì mình chia sẻ cái nội dung mà họ đã tấn công đài truyền hình như thế nào. Rất nhiều những cái bài đăng, bài viết trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ trong những cái hội nhóm liên quan đến hai vợ chồng của anh hai. Kính gửi ban giám đốc đài truyền hình HTV, đồng kính gửi ban lãnh đạo và ban biên tập cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ 2024, Chuông Vàng Vọng Cổ và khán giả của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chúng tôi yêu cầu nhà đài và cuộc thi làm rõ trả lời cho thỏa đáng về vấn đề này cho tất cả khán giả của Việt Nam trong và ngoài nước. Thứ nhất là lý do tại sao thông tin nội bộ bị phát tán ra bên ngoài. Ai phát tán, đã thực sự cho phép của nhà đài, cuộc thi, của người trong cuộc hay chưa? Thứ hai, lý do tại sao thay giám khảo huấn luyện viên, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, sự việc thay thế này đã công bố trên các phương tiện truyền thông hay chưa? Tại sao có một số thông tin YouTuber là Võ Việt Vân chia sẻ tin nhắn của nhân viên đài và chương trình nói rằng là cấm sóng, cắt sóng chứ không phải là nghệ sĩ Vũ Linh rút lui khỏi chương trình? Sở Văn hóa thành phố có quyết định cấm sóng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khi nào? Quyết định số mấy, có hiệu lực từ ngày nào? Giám đốc sở ký khi nào? Thì nói chung đó, thì họ vặn vẹo một số những cái thông tin cho rằng là cái sự việc khi mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bị nói chung là bị rút khỏi cái chương trình, bị đó, nó thẳng ra là bị chứ không phải là tự nhiên mà rút. Của chú anh chị, ai tự nhiên mà đang làm khám khảo ngon lành chương trình lên sóng truyền hình cái lấy tiền, lên sóng cái lấy tiền mà rút ra, đúng không có chú anh chị? Thì cái việc mà nhà đài người ta công bố rộng rãi trên báo chí rồi, người ta công bố và đã làm việc với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rồi, và người ta nói rất vô cùng là tế nhị là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rút khỏi chương trình, đó là giữ gìn hình ảnh cho Vũ Linh rồi. Chứ không lẽ bây giờ mấy anh chị đòi người ta phải lên thông báo báo chí á, là cấm và gọi là phải đuổi ra khỏi chương trình bởi vì những cái ồn ào đời tư, ồn ào scandal, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến hình ảnh của các chương trình, đặc biệt là Chuông Vàng Vọng Cổ. Người ta nói thẳng như thế còn mặt mũi nào, đúng không cô chú anh chị? Bởi vì một nghệ sĩ ưu tú mà vướng vào những cái lùm xùm đời tư với những cái phát ngôn của anh này và vợ của mình, thì cái việc mà xuất hiện trong một cái chương trình Chuông Vàng như là chương trình Chuông Vàng Vọng Cổ rất là lâu đời như vậy, thì ít nhiều nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và đặc biệt các chương trình truyền hình đó, người ta đó rất là cẩn trọng trong cái việc mà hình ảnh của một người nổi tiếng, thậm chí là ban giám khảo mà ngồi trên ghế ban giám khảo, chứ đâu phải là bình thường là thí sinh đâu, đâu phải là thí sinh ban giám khảo, thì người ta phải có những cái yêu cầu nhất định. Và khi đã làm việc với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì cái câu chuyện này nên hỏi cái Vũ Linh, thì anh ta sẽ trả lời nó rõ ràng thôi. Cái việc mà anh ta có bị tước, bị rút hay là anh ta tự rút, cô chú anh chị, khi mà có cái câu chuyện mà tự rút, khi mà đã làm việc với ban tổ chức cuộc thi đài truyền hình, thì cái vấn đề tự rút là tất nhiên là phải tự nguyện rồi, phải tự nguyện, đúng không cô chú anh chị? Chứ bây giờ chẳng lẽ chờ đến người ta đuổi thì nhục lắm, chờ đến người ta đuổi thì nó nhục lắm, đúng không cô cả nhà? Chứ giờ phải công bố là phải đuổi hay sao? phải cần là nhà đài lên tiếng là khi mà thấy những cái lùm xùm này thì chúng tôi gọi là ngưng hợp tác, không làm việc với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nữa, thì lúc đó anh chị mới chịu, mới đồng tình hay là như thế nào? Mình thấy mình thật là buồn cười, đi môi móc những cái câu chuyện này để làm gì? Rồi nhà đài để mà khi người ta công bố ra còn nhục hơn nữa.
còn nhiều hơn nữa. Chúng ta thấy rằng ngay cái thời điểm hiện tại thì vợ chồng của anh hai đang đối diện với những cái khủng hoảng cực kỳ lớn của chú anh chị. Trong một cái chương trình giới thiệu PR cho cái công ty mới mở của mình mới nhất thì mới đây thì Phương Lê cũng có những cái nội dung phân trần mà nghe nói chung nó thiết tha lắm. Cái kiểu như là những cái lời mà nói cuối cùng vậy. Nó thiết tha ghê gớm lắm của chú anh chị. Cụ thể là như thế này nha. Tối qua là một ngày rất đáng nhớ của tôi, Phương Lê. Có lẽ trong suốt cuộc đời của tôi cũng sẽ không bao giờ quên tình cảm của tất cả mọi người ở rất xa, nước ngoài, miền Bắc, miền Trung, miền Tây, Sài Gòn, FC Xoài. Và những người bạn, người em thân thương đã vì thương mà đến mang một cái tim yêu thương ấm áp dành cho Phương Lê và anh Lưng. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người là gia đình thứ hai của chúng tôi. Xin lỗi mọi người nếu tối qua không đủ chu đáo và thiếu sót. Xin lỗi vì để mọi người khóc thay vì cười. Xin lỗi vì tất cả, Phương Lê thương mọi người. Nói chung thì cái buổi ngày hôm qua toàn là những cái FC, toàn những là fan cứng thôi. Chứ dạng như mà khán giả trung lập đó thì rất là khó để mà người ta gọi là đến đó trong cái câu chuyện mà PR này của hai vợ chồng anh hai. Thưa quý vị, trong một số các bài đăng này thì có những cái nội dung ý kiến đó thì mình thấy rằng đó họ gọi là cố tình tấn công đài HTV, cố tình môi móc ra một số những cái thông tin mà nhà đài người ta gọi là không muốn nói thẳng. Có nghĩa là người ta phải công bố rằng là Vũ Lưng rút lui, chứ không thể nào công bố cái câu chuyện mà Vũ Lưng chúng tôi không muốn hợp tác hay là ngưng hợp tác với Vũ Lưng, bởi vì anh ta ồn ào về câu chuyện cá nhân đời tư. Quý vị thấy rất là nhiều rồi, hình ảnh của một người nghệ sĩ đó nó cực kỳ quan trọng. Và đặc biệt là trong những cái chương trình mà nó lâu đời, nó mang cái tính truyền thống của gọi là đặc sản của một cái dân tộc, một cái vùng miền, như là chương trình Chuông Vàng Giọng Cổ, thì đó nó sẽ vô cùng bị ảnh hưởng nếu như chỉ vì một người ngồi giấy giám khảo mà có những ồn ào đời tư trên không gian mạng. Và thậm chí là vợ của anh đang đối diện với những cái câu chuyện liên quan đến pháp lý, anh ngồi trên đó anh ủng hộ, anh ngồi trên buổi live stream với vợ mình để mà nghe chế lại quốc ca. Mình chưa nói ở đây khả năng Vũ Lưng nó cũng sẽ vướng vào cái câu chuyện mà của chế lệ quốc ca này. Đó là hình thức không có tôn trọng. Chúng ta thấy rằng đó, mỗi khi bài quốc ca quang lên, các lãnh đạo cấp cao đều phải đứng dậy nghiêm mình, đặt bàn tay lên ngực hát quốc ca. Chào cờ cũng vậy, ai đi học mỗi sáng thứ hai đều biết. Thậm chí là những người là huấn luyện viên nước ngoài trong những cái chương trình thể thao của chú anh chị, quốc ca Việt Nam vang lên, họ phải quay đứng lên chào cờ. Nó thiêng liêng, nó cảm xúc mạnh mẽ thế nào. Hai anh chị ngồi đó, người thì mớm lời, người thì chế lời quốc ca, cười cợt bẩn cợt. Trong cái quá trình bây giờ người ta điều tra, Vũ Lưng chưa chắc đã thoát được trong cái câu chuyện mà liên quan đến vụ clip này. Quý vị thấy các cơ quan báo chí đăng tải rầm rộ hai hình ảnh của hai vợ chồng trên báo chí hay không? Vậy thì ta đặt ra cái câu hỏi, Vũ Lưng này có dính líu, có liên quan đến cái câu chuyện chế lại quốc ca hay không? Quý vị hãy để lại ý kiến của mình cái phần video này cho các fan cuồng này nó rõ. Bởi vì cái việc mà phía đài truyền hình HTV người ta dừng làm việc với Vũ Lưng là hoàn toàn hợp lý. Trong một cái chương trình nó mang gọi là đậm cái tính chất văn hóa dân tộc, truyền thống, một cái cuộc thi mà nó từ rất là lâu đời rồi. Vọng cổ cải lương được xem là một cái gọi là cái di sản rồi của chú anh chị. Nó giống như cái kiểu như là quan họ gì đó ở ngoài Bắc Ninh đó. Cho nên là có thể nói rằng cái chương trình này một người ban giám khảo chấm thi cho thí sinh mà lại có những cái lùm xùm vướng vào cái câu chuyện của vợ mình, hai vợ chồng ngồi chế lời quốc ca như vậy thì gọi là mấy anh chị nghĩ như thế nào? Mình nói đơn giản vậy thôi. Còn cái câu chuyện mà mấy anh chị đòi hỏi đài nhà đài đó phải đưa ra một cái gọi là cái thông tin nó hợp lý rằng là Vũ Lưng là bị đuổi hay là tự rút thì cái này là tự nhiên lại bôi lọ vào mặt mình rồi. Bối lộ cho mặt mình. Bây giờ đã làm quá, người ta công bố thẳng luôn, anh này dính ồn ào, chúng tôi không làm việc nữa. Vậy phải nhục hơn không? Vậy là thương hay là ghét gì mấy anh chị? Vậy có phải nhục hơn không?
bây giờ người ta thông tin là Vũ Luân rút khỏi ban giám khảo vì ồn ào đời tư của vợ. Mấy anh chị nghe kỹ cái tiêu đề đó chưa? Và Phương Lê đó cũng đã từng lên tiếng như thế nào? Tôi vô cùng xin lỗi bởi vì những cái ồn ào của tôi mà ảnh hưởng đến Vũ Luân. Vậy thì mấy anh chị đã hiểu chưa? Có mở cái não ra là hiểu là tại sao là Vũ Luân phải rút khỏi chương trình đó chưa? Mà bây giờ ép nhà đài lên tiếng làm rõ thông tin nội bộ, thật chất đó người ta công bố cũng được thôi cả nhà, công bố thẳng luôn. Ồn ào đời tư, một ban giám khảo ngồi để chấm thi cho thí sinh, không thể nào xuất hiện trên một cái chương trình HTV đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Cái việc ồn ào như vậy, ta đâu có tôn trọng mà có chương trình mà đặc sắc di sản văn hóa dân gian giọng cổ, thưa quý vị. Cho nên là cái câu chuyện mà mấy anh chị ép nhà đài, lên án nhà đài, tấn công nhà đài thì càng làm nhục cho gọi là cái câu chuyện của hai vợ chồng anh hai thôi, chẳng giúp ích được gì trong câu chuyện này. Chẳng giúp ích được gì, người ta công bố cũng được thôi cô chú anh chị. Nhưng mà cái việc người ta công bố như vậy đó, giữ lại một chút cái hình ảnh cái công việc chứ không phải là tuyên bố thẳng thừng thì nó hơi quá. Cho nên cái sự việc này thì mình thấy nó cực kỳ buồn cười. Em không biết rằng là quý vị các fan này có nghe chị Phương Lê chị nói chưa. Tôi rất buồn vì những cái ồn ào của tôi mà ảnh hưởng đến chồng tôi đó. Chồng tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều, show đã bị hủy rất nhiều nơi, và chương trình như thế thì cũng bị phải rút lui. Bây giờ người ta công bố thẳng ra thì nó nhụt chưa, có nhụt chưa hả? Bây giờ tấn công nhà đài là nghe vô cùng buồn cười cái câu chuyện này nha cô chú anh chị. Tướng Lê thừa nhận rồi, và cái sự tin tức mới nhất liên quan đến cái câu chuyện mà cái buổi quảng bá mới nhất đó, thì quý vị có nghe cái câu là xin lỗi mọi người bởi vì thay vì cười mà khiến mọi người phải khóc, thì giống như một cái lời gì, cái lời cuối cùng vậy đó. Bởi vì đó thưa quý vị, cơ quan báo chí đã dập liên tục và lên án mạnh mẽ cái câu chuyện chế là quốc ca, thì mình tin rằng sẽ có một cái mức án phạt gọi là hợp lý, đặc biệt là phải là án hình sự chứ không phải đơn giản là chỉ phạt cảnh cáo và phạt tiền, phạt hành chính gì đó, thì nó sẽ gọi là không có đủ tính chất răn đe. Chúng ta thấy rất là rõ, nếu như chỉ phạt cảnh cáo và hành chính thì đó, mình nghĩ rằng sẽ còn rất nhiều cá nhân khác họ sẽ học và làm theo và sẵn sàng chấp nhận bị phạt cảnh cáo hoặc hành chính. Cảnh cáo chắc là 9-7 triệu rưỡi, và cảnh cáo này kia nó chưa có đủ cái tính chất răn đe như vậy cô chú anh chị. Đặc biệt đây không phải là cái câu chuyện đơn giản mà là cực kỳ nghiêm trọng, chế lời quốc ca, một bài hát thiêng liêng biểu tượng của cao đất nước, của dân tộc. Cho nên cái câu chuyện mà những cái lời chia sẻ mới nhất cũng như cái vấn đề mà sự rút khỏi chu hoàng trong cổ của Vũ Luân là những cái mối liên quan nó cực kỳ lớn, cho nên fan của mấy anh chị này nè nên gọi là tỉnh lại một chút, mình phải hiểu lý do vì sao mà người ta phải công bố là rút, chứ không thể nào công bố thẳng như vậy. Mà thậm chí người ta có công bố thẳng thì cũng chỉ để cho mấy anh chị nhục thôi, chứ không phải gì nó gọi là người ta sợ gì đâu. Cho nên mấy anh chị làm quá người ta làm luôn thì công bố thẳng luôn á. Nha cả chú anh chị. Rồi, đó là một số những cái nội dung trong buổi tối ngày hôm nay Thanh Quyền muốn gửi đến cho tất cả các vị xung quanh cái câu chuyện của khán giả fan cứng, fan cuồng của hai vợ chồng của anh này đang tấn công kịch liệt Đạt TV, cũng như là những cái tình huống mà Phương Lê sắp phải đối diện, thì khả năng là tiêu nhiều hơn muối rồi. Lần này là hình sự chứ không phải là đơn giản là hành chính. Đối với hành chính cô này họ đâu sợ đâu, hành chính nhiều lần rồi, đúng không cả nhà? Rồi, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì nội dung sau thì mình cũng sẽ quay trở lại tiếp tục cái câu chuyện của Thám Tử Cao và máy bay bà già ha. Chủ đề đã thấy cô chú anh chị dường như là có hứng thú rất là nhiều. Rồi, thì mình cũng sẽ cố gắng cập nhật tình hình gửi đến cho tất cả quý vị. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.